Hello, xin chào mọi người. Mình mới vừa đi làm về. Hôm nay mình có một ca thời vụ, casual shift. Người ta gọi mình đến làm khoảng 5 tiếng, từ 7 giờ tới 12 giờ trưa. Chạy xe về nhà thì cũng đã là 1 giờ rồi. Có nhiều bạn hỏi mình nghề barista ở Úc tìm có dễ không á. Theo mình nha, hồi trước thì tìm dễ vì nó kiểu thiếu nhân lực, với lại mấy quán cà phê mọc lên rất là nhiều. Nhưng mà những năm gần đây, đặc biệt là năm nay, số lượng du học sinh qua đây đông lắm. Rõ ràng là người ta cũng cần đi làm thêm, cung tăng cầu giảm. Người ta sẽ chọn nhân viên nào có chất lượng hơn, có kinh nghiệm hơn. Nên nếu như mà bạn có kinh nghiệm sẵn ở Việt Nam á, thì qua đây sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm job. Ở đây mình thấy người ta quan trọng nhất vẫn là thái độ. Mình thấy có nhiều người kỹ thuật thì trung bình thôi, không cần phải quá giỏi, nhưng mà cái thái độ người ta lắng nghe học hỏi nè. Dù gì cái người thuê mình cũng là boss mình mà, giỏi mấy chăng nữa vẫn phải tôn trọng người ta là điều trước tiên. Người ta thích những người mà tôn trọng cái doanh nghiệp đó trước, xong rồi kế sau đó mới là cái kỹ năng của bạn, kinh nghiệm của bạn như thế nào. Mình đã từng làm qua rất là nhiều chỗ. Cái mà người ta nói với mình luôn luôn là tao không quan trọng mày 10 năm kinh nghiệm hay 20 năm kinh nghiệm, nhưng mà tao nhìn vào cái ngày đầu tiên á, ca mà thử việc á, trial là khoảng 2 giờ đầu tiên, tao có thể đánh giá được thái độ của mình như thế nào, và từ đó người ta quyết định thuê mình, chứ không phải là chỉ có kinh nghiệm không. Tất nhiên kinh nghiệm thì cần, oh my goodness, tất nhiên kinh nghiệm thì càng tốt, nhưng mà tùy thuộc vào doanh nghiệp thôi. Ta chỉ cần một người làm cà phê được thì người ta sẽ thuê kinh nghiệm không, nhưng mà nếu như mà một tiệm mà nói chung là thái độ là cái quan trọng nhất. Cái gì mơ vậy? Như bây giờ mình đã làm qua không dưới, chắc là không dưới 20 chỗ. Mặc dù mỗi chỗ đó không phải là được lâu cho lắm, nhưng mà nếu như mình làm đàng hoàng thì người ta sẽ kêu mình lại. Job cà phê nó khó xin, nhưng mà turnover, thay đổi nhân lực khá là thường xuyên. Tại vì người ta luôn muốn cái mới mà, đây là cái ngành mà nhanh chán mà. Tuổi thọ của cái nghề này á thì thường 2 năm là nhiều nhất, trừ khi những người lớn tuổi á, người ta không có muốn đổi nghề thì người ta mới làm lâu như tới 10 năm, 15 năm. Chứ còn những người trẻ trẻ như tụi mình, du học sinh á, làm không tới 2 năm đâu. Như gắn bó lắm thì mới là 2-3 năm, chứ thường thường mình thấy là từ 1 năm trở xuống hết á. Cơ hội của barista như mình nói rồi không phải là ít. Một người đã có một cái level nhất định, kinh nghiệm nhất định, khả năng đủ sự tự tin để mà xin chỗ khác. Ta nhảy chỗ rất là nhiều và tiệm cà phê thì mọc lên ra rã luôn. There are nearly 7,000 cafes across Australia, according to Ibis World. Chán chỗ này thì người ta có thể dễ dàng đi chỗ khác, và đó là chuyện bình thường chứ không phải là đi là phản bội hay gì. Khá là thích làm trong cái ngành này, tại vì á, ít nhất là bạn sẽ có đồ ăn miễn phí trọn đời. Tối hôm qua mình nhận được tin nhắn rất là khuya, thời gian và địa điểm làm, cái mình cũng trả lời như vậy luôn. Xong rồi sáng nay mình chạy đi làm. Cái này rất là tiện đó nha, bạn có xe. Như cái chỗ mình làm, nếu đi tàu là phải mất 1 tiếng mấy, còn mà đi xe là nửa tiếng thôi. Nhưng mà có một cái bất tiện về làm thời vụ, ca kíp không bao giờ cố định. Thời vụ như thế này á thì mỗi lần làm thì khá là hời, người ta trả đàng hoàng lắm. Đợt vừa rồi mình làm ở kiểu trung tâm thể thao rất là đàng hoàng, người ta không có thể nào tricky luồn lách để mà trả mình thấp hơn được. Phải đúng luật nè, đúng rate cuối tuần nè. Ở bên này cuối tuần với holiday là trả rất là cao luôn. Đối với mình thì thứ bảy chủ nhật hay là ngày thường thì cũng giống nhau. Tại mình bên này mình đâu có đi chơi thứ bảy chủ nhật đâu, nên đối với mình nó rất là hời á. Vì giống như một ngày bình thường mình được trả ba mấy đô thì mình rất là thích. Nhưng mà cái đó thật sự á không hề ổn định. Tại vì khi nào mà người ta có event nè, khi nào người ta có cái sự kiện gì đó thì người ta mới kiểu cần mình, tốt nhất là vẫn nên tìm một cái job ổn định. Như mình nói thì turnover ở hospitality rất là cao, nên là mình rất là khó để giữ cái vị trí mà mình muốn, giữ cái giờ mà mình muốn. Phải vì một lý do gì đó người ta mới giữ bạn, đúng không? Bạn mang tiền lại cho người ta nè, mang niềm vui lại cho người ta nè, thì người ta sẽ happy, đưa người ta cái gì đó thì bạn mới nhận lại được cái gì đó, đúng không? Mình luôn tin là như vậy, nên là mình luôn đối xử với mọi người tốt. Mà nói thì có qua có lại, chứ không phải là tự nhiên không không mình tốt như vậy đâu. Ở Melbourne có nhiều người Việt không? Qua đây mà sợ không tìm được người Việt á, đừng sợ ở đó. Tại bước chân ra đường thấy người Việt thiệt tình. Lên cái khu mà đông đông ở trên thành phố á, Việt Nam, người Trung Quốc, người Thái Lan, người Malaysia, người Hàn Quốc,
Gặp hoài à, cứ ở trên city là không bao giờ sợ. Mình là cái đứa lẻ loi châu Á, không bao giờ sợ. Để mà tìm một đứa bạn thân á thì khó, nhưng mà để muốn thấy người Việt để đỡ bị lạc lõng á là ok, khỏi sợ luôn. What's in my bag? What's in my bag? Đây là tổ bánh mì. Đầu tiên mình có bóp. Trong bóp thì mình có Witchery. Đây là một cái hãng quần áo mà mình chả bao giờ mua. Mình mua một lần xong mình làm membership xong mình để đó luôn. Đây là thẻ Mikey để đi bus, đi tram, đi train ở Melbourne. Mình có hai cái để secure. Lỡ như mà quên cái còn cái. Sau này mẹ mình qua thì sẽ cho mẹ mình cái này để hai mẹ con mình đi chơi. Rồi thẻ ngân hàng nè. Rồi đây có một vài cái thứ gì đây. Rồi tiền. À đúng rồi, sáng nay mình làm được 125 đô. Người ta đã trả tiền cho mình luôn rồi. Tiền tiền tươi nha. Thấy kiếm tiền dễ không? Nhưng mà tiền này như mình nói rồi đó, nó sẽ không có ổn định hơn là cái nghề mà bạn có một tuần một số giờ cố định á. Nhưng mà mình thích cái cảm giác này. Tối hôm qua mình nhận tin nhắn xong rồi mình đi luôn. Mong chờ mình xem cái chỗ đó nó sẽ như thế nào, gặp những người như thế nào, có những cái đồ ăn như thế nào. Và cuối cùng mình nhận được chừng này nè. Mình còn được trải nghiệm, mình được buôn chuyện với người ta. Xong rồi mình lại đem về cái thứ này nữa. Mặc dù ba mẹ mình nói là nên đi tìm job cố định đi, nhưng mà mình đang không biết nữa. Làm như thế này cũng không có quá tệ, nhưng mà sau này chắc là mình cũng phải tìm một cái gì đó cố định thôi. Tại ai cũng cần tiền mà. Chán lắm. Gì đây? À, túi trang điểm. Mình rất là ngại sau cái túi này, tại vì không có cái nào gọi là gì. Mình toàn xài đồ của drugstore không à. Chả có cái gì tốt đẹp để show ra hết. Cái gì đây? Thấy chưa? Toàn là shit không à. Đây là son dưỡng môi. Dưỡng môi này của Innisfree. Hình như là mình dùng hết rồi á. Sao tay mình run dữ vậy nè. Sáng nay uống nhiều cà phê quá. Đây, hết sạch xanh xanh rồi. Mình mới mua một cái để thay thế cái này. Đó chính là son màu vàng. Hiệu gì đây? Buxby gì đó. Đây là có peppermint, bạc hà các bạn. Quấn vô là the. Đã lắm. Tiếp theo mình có ở đây là một cái gương. Gương khá là dơ. Đồ kẻ chân mày. Đi ra đường mình chỉ kẻ chân mày với lại đánh son thôi. Với lại son dưỡng thôi. Cái loại son mà mình vừa mới đánh rớt đâu rồi. Đây, nhiều bạn nha hỏi mình son gì nha, thì đây mình chỉ xài son của drugstore thôi. Lý do mà không bao giờ mình trả lời là tại vì mình ngại ngùng, mình xài đồ cùi bắp lắm mấy bạn ơi. Đây là son Revlon rất là rẻ thôi, hình như 10 đô mười mấy đô gì không nhớ nữa, nhưng mà mình xài rất là lâu rồi. Đây là số nếu các bạn cần. Ok, tôi dùng cái đó đó, không sao. Thấy rồi, mình không có xài phấn hay là foundation. Rồi đây là đồ dưỡng tay. Cái tay mình nó rất là khô, nhưng bạn có thể thấy là nó rất là xấu. So với một bàn tay con gái thì nó khá là xấu nè. Còn cái vết của cà phê nè, cũng bôi nhưng mà thật ra chưa có cứu vãn được nhiều. Nó rất là khô luôn á, buồn. Thôi tiếp theo. Kính. Điện thoại. Rồi, tiếp theo là cái gì? Cái lược. Tay phone. Mình không dùng sản phẩm skincare ngoại trừ cái này của Innisfree là moisturizer và cái gọi là serum của Innisfree luôn. Hồi sáng không kịp bôi này nên là mình đem theo để mà rảnh rảnh thì bôi. Hôm nay là một ngày trời nắng khá đẹp. Mình sẽ cho các bạn xem cái view ở bên ngoài cửa sổ. Mình đang ở trong một khu nhà khá là cũ. Và đây là cái vườn cây của nhà hàng xóm. Dễ thương không? Mình được ké. Đây là khu rất là bình dân. Mình cũng kiểu đã từng mong muốn ở trong cái một cái apartment mới như ở Sin City như bạn mình á. Nhưng mà mình không cần sống sang. Nó xạo á, thật ra là không có tiền. Không có tiền. Không có tiền. Tuần sau mẹ mình sẽ qua đây. Tang tang tang. Và mình sẽ đi Sydney. Với lại bên này cũng có cái hội hoa tulip. Có thể nếu mà Sydney đi vui vui thì mình vlog lại. Xong rồi mình... Hình như là có một bài mới của Thịnh Suy á. Hôm qua mình thử hát theo nhưng mà không được, bị lạc nhịp. Bài gì mặt trời á. Mệt. Một đêm say hai nha. Mà cái nhạc nó rất là kỳ. Vì hôm qua nghe xong thề luôn, mình không thể nào hát được bài cũ. Mặc dù nghe bài cũ mà mình thích, nhưng mà mình không có thể nào mà hát theo được. Đọc không? Ông quỷ này. Đi nhiều trò lắm các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là học xong có muốn ở lại đây không? Ai cũng muốn ở lại hết. Tại vì kiểu chính sách hay gì ở bên này tốt hơn. Nhưng cuộc đời mà đâu phải muốn là được đâu. Thật ra mình cũng chả cần tìm hiểu nhiều đâu. Mình thấy ai cũng muốn ở lại thì mình auto cái đầu mình tự nghĩ là mình cũng muốn ở lại.
Nên là ok, nếu hỏi vậy thì mình trả lời là mình muốn ở lại. Nhưng mà cái khả năng để được ở lại là không nhiều. Không những người Việt Nam mà là người Trung Quốc, người Ấn Độ, Hàn Quốc, người ta đều muốn ở lại hết. Thì đâu phải ai muốn là được đâu. Nếu như vậy thì đất đâu chứ, đúng không? Cho nên là muốn thì muốn đó, nhưng mà còn được hay không thì... Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Anh sẽ đem mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh trời vời. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Nhìn mình đậu nữa bạn. Vẫn còn hở nha, không có hề đụng luôn á nha.